Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 14 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sau những ngày có mưa và rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thì dự báo ngày và đêm nay, khối không khí lạnh lục địa sẽ còn tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Đồng thời, trên hệ thống khí quyển tầng cao, trường gió Tây khống chế khu vực, nên Bắc Bộ trời nhiều mây âm u, tuy nhiên là mưa thì ít có khả năng xảy ra và có chăng chỉ là những cơn mưa nhỏ với lượng không đáng kể vào thời điểm trước 8 giờ sáng. Do trời còn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất ngày hầu hết là đều ở dưới ngưỡng 15 độ C. Riêng một vài nơi thuộc khu vực Lai Châu, Điện Biên như là Mường Tè, Mường La, Điện Biên có nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng từ 16 đến 18 độ. Đêm nay, nền nhiệt độ hạ dần, tuy nhiên là có nhích hơn so với 24 giờ trước đó, phổ biến là từ 9 cho đến 12 độ cho toàn khu vực, ở vùng núi thì xuống chỉ còn từ 5 cho đến 7 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại lần này sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai. Do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình, nên sáng nay thì mưa nhỏ vẫn còn xuất hiện dọc theo các tỉnh thành ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Huế. Tuy nhiên mưa thì có lượng không nhiều. Trời nhiều mây và rét đậm rét hại vẫn còn duy trì ở tại các tỉnh thành là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Xuống sâu phía Nam, nền nhiệt độ sẽ tăng dần và biên độ nhiệt ngày đêm tại các tỉnh ở tại khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế dao động ở trong khoảng là từ 14 đến 19 độ, trời rét. Càng sâu xuống phía Nam thì không khí lạnh chỉ khuếch tán nhẹ xuống các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nên thời tiết ở tại khu vực này phổ biến là nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi vào thời điểm đêm và sáng. Biên độ nhiệt ngày đêm tại đây dao động trong khoảng từ 19 đến 24 độ, trời lạnh. Các khu vực còn lại bao gồm Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ, thời tiết khá ổn định, phổ biến là đêm không mưa, ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai lên đến khoảng là từ 27 đến 30 độ. Riêng các tỉnh thành thuộc Nam Bộ thì sẽ cao hơn khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, hôm nay nằm trong xu thế chung của Bắc Bộ nên thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, rét đậm rét hại vẫn còn duy trì với biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch không nhiều, dao động trong khoảng là từ 11 đến 14 độ. Trời tiếp tục giá lạnh và nếu có lưu thông trên đường, quý vị nên có những biện pháp giữ ấm phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Với người già và trẻ nhỏ thì nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này. Theo dự báo thì đợt rét đậm rét hại còn kéo dài đến ngày mai, sau đó thì nền nhiệt độ tại Bắc Bộ nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng sẽ tăng nhanh, thời tiết sẽ trở nên ấm áp hơn từ ngày Chủ nhật. Vì vậy mà quý vị có thể lên kế hoạch giải trí vui chơi cho ngày nghỉ cuối tuần thêm ý nghĩa. Thời tiết ở tại thành phố Hải Phòng cũng nhiều mây và còn có giá rét, với nhiệt độ trong khoảng trước 8 giờ sáng chỉ ở khoảng từ 9 cho đến 10 độ, sau đó nhiệt độ có tăng hơn, tuy nhiên cao nhất ngày cũng chỉ lên được mức là 13 độ C. Mặc dù là ít mưa nhưng mà tiết trời âm u thì sẽ không mấy thuận lợi cho những hoạt động như là hong phơi đồ dùng hay là đồ nông phẩm của người dân. Thành phố Đà Nẵng thì trời vẫn còn khá nhiều mây, tuy nhiên là mưa thì ít có khả năng xảy ra. Có chăng chỉ là những cơn mưa nhỏ vào thời điểm sáng sớm với lượng cũng không đáng kể. Trời tạnh ráo hơn so với 24 giờ trước đó. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố chênh lệch không nhiều, cao nhất xấp xỉ ở khoảng từ 21 đến 23 độ, thấp nhất về đêm là từ 18 đến 20 độ. Trời lạnh, độ ẩm không khí dao động từ 75 đến 89%. Nhìn chung là thời tiết thì vẫn thuận lợi và không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh. Cũng theo dự báo, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, thành phố Đà Nẵng sẽ ít mưa nên nhiệt độ tăng dần, trời có nắng nên rất thích hợp cho những hoạt động giải trí ngoài trời và tham quan các khu du lịch nổi tiếng của người dân thành phố cũng như là những du khách đến với thành phố biển xinh đẹp này. Thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong giai đoạn là ổn định, trời hầu như không mưa, nên nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng trước 7 giờ sáng và sau đó sẽ tăng dần và cao nhất ngày ở vào khoảng là từ 13 giờ trưa đến 16 giờ chiều với nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Nên nhiệt độ cao cùng độ ẩm giữa trưa có thể hạ thấp xuống mức là 50%, nên người dân cần cảnh giác cao với nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là trong các nhà xưởng, khu dân cư đông đúc hay là những khu chợ buôn bán sầm uất của thành phố. Tương tự như là ở tại thành phố mang tên Bác, thành phố Cần Thơ thì trời khá nắng ráo với nhiệt độ trưa chiều lên đến khoảng 30 đến 32 độ. Với đêm thành phố không mưa nên nhiệt độ hạ xuống chỉ còn khoảng từ 23 đến 25 độ. Trời dịu mát cùng độ ẩm trung bình ở vào khoảng là 59 đến 87%. Thời tiết này thì nhìn chung là thích hợp với những hoạt động thông thương và mua bán của người dân khu vực. Ngoài ra thì bầu khí quyển ở trạng thái khá là ổn định nên các chuyến bay từ sân bay Trà Nóc hoàn toàn có thể yên tâm khi mà cất cánh trong điều kiện thời tiết an toàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết và đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!